Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tip and trick đơn giản ở trong phần mềm VicoBox. Sau khi update lên phần mềm mới nhất, các bạn sẽ có được tính năng đó chính là phrase ở phía bên này. Khi các bạn click vào đây, ví dụ mình sẽ một bài, đây là bài nhạc của mình. Như các bạn thấy ở phía bên này gọi là phrase, chỉ hiển thị trong performance thôi nhé, nếu các bạn nào có key. Đặc biệt là từng phrase như thế này, nó sẽ có vọt 1, vọt 2. Tuy nhiên đây là phần mềm thì tỷ lệ sai sót nó vẫn còn có, tại vì sau này nó vẫn còn update nữa, nên những mục như thế này bạn có thể thay đổi và chỉnh sửa theo ý như mình. Ví dụ mình quy định là từ đây trở về trước 32.3 là intro, và mình set là intro. Các bạn chọn vào đây, ở phía này có chữ phrase edit nè, các bạn bấm clear. Như vậy là bạn cái này xóa hết tất cả phrase sai đi, bạn chỉnh sửa lại. Bạn chọn cách, bạn có thể chọn bất kỳ một đoạn nào trên một bài hát. Ví dụ mình chọn ở đây, bạn cắt bất kỳ. Sau đó bạn click vào đây, từng những cái phrase mà các bạn đã chia ra, các bạn có thể edit nó và cho nó một giá trị hợp lý. Ví dụ từ đầu track đến đây mình quy định nó là intro. Cái này các bạn có thể tùy ý thay đổi nha. Và cái khúc phần này mình sẽ cho là bridge. Tương tự đối với outro cũng vậy. Ở đây là có rất là nhiều hạng mục mà các bạn có thể chọn lựa. Từng hạng mục nó sẽ có màu khác nhau. Ví dụ 1, 2, 3, vân vân. Mỗi bài nó sẽ có những cái phrase với tỷ lệ chính xác là tương đối, chứ không thể hoàn toàn. Nó chỉ giúp cho các bạn có thể xác định nhanh hơn về mặt cấu trúc của bài nhạc. Và khi các bạn soạn set sẽ dễ hơn và nhanh, tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Đặc biệt là sau khi các bạn analyze á, nó sẽ có cái mục này, có nghĩa là có phrase, và nếu không có thì nó sẽ hiện như vậy. Thì làm cách nào để bài này có phrase như bài kia, bài trên, thì mình chỉ cần analyze lại thôi và các bạn click vào phrase. Ok, đấy, như các bạn thấy có rất là nhiều một khác nhau, chorus các thứ, và các bạn chỉ việc chỉnh sửa lại cho nó phù hợp nhất với một bài nhạc mà các bạn đã chọn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp hành trước lần sau. Bye bye.